Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo tài khoản MB Bank Online và kiếm tiền từ 500 đến 1 triệu đồng trên một ngày từ MB. Bây giờ thì mình sẽ cho mọi người xem lịch sử kiếm tiền từ MB của mình. Đây là một ngày mà mình kiếm tiền từ MB, mọi người nhìn thấy này, cộng 45.000, cộng 45.000, cộng 90.000. Đây là số tiền mình chuyển đi để tiết kiệm. Cộng 45.000, cộng 45.000, cộng 45.000, cộng 63.000. Đây là số tiền mình tiêu ăn uống linh tinh. Đó, cộng 45.000 này, cộng 45.000 này, cộng rất nhiều trong một ngày luôn. Tất cả đều là chương trình từ MB mọi người nhá. Mọi người nhớ xem hết video này của mình. Mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo tài khoản MB và kiếm tiền từ 500.000 đến 1 triệu từ MB. Đầu tiên, để có thể kiếm tiền được từ MB thì chúng ta cần phải có một tài khoản. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo tài khoản MB Bank Online. Để tạo được tài khoản MB Bank Online thì chúng ta cần phải tải ứng dụng MB về. Thì trong khi mọi người đang xem video này của mình, mọi người chọn vào xem thêm. Chọn tiếp vào thêm. Mọi người sẽ nhìn thấy link tải ứng dụng MB. Mọi người tải MB thông qua link của mình. Thì sau khi đăng ký thành công tài khoản MB, mọi người sẽ được nhận 60.000. Mọi người chọn vào link tải MB của mình. Chọn một chỉnh duyệt để mở ứng dụng. Mình chọn Safari. Chọn OK. Trên điện thoại Android thì nó sẽ ra cửa hàng Play. Còn trên điện thoại iPhone thì nó sẽ vào cửa hàng App Store. Mọi người tải MB về cho mình. Tải ứng dụng MB về xong, mọi người không chọn mở, mọi người sẽ quay lại link của mình. Mọi người sẽ nhấp vào link của mình để mở ứng dụng MB lên và đăng ký tài khoản MB. Như vậy chúng ta mới nhận được 60.000 sau khi tạo tài khoản thành công. Mọi người chọn lại vào link. Chọn chỉnh duyệt. Chọn mở. Chọn cho phép. Chọn tiếp tục. Chọn yêu cầu ứng dụng không theo dõi. Chọn tạo tài khoản. Chọn tiếp tục. Chọn cho phép. Trên điện thoại Android, mọi người chọn trong khi dùng ứng dụng. Chọn tiếp tục. Chọn cho phép. Mọi người chọn vào biểu tượng mũi tên để bắt đầu đăng ký. Mọi người sẽ nhìn thấy mục cộng 30.000 đồng. Có nghĩa là sau khi mọi người tạo thành công tài khoản MB, mọi người sẽ được cộng 30.000. Và 30.000 mọi người xác thực sinh trắc học và thông tin, mọi người sẽ nhận được nhá. Tổng là 60.000. Bây giờ mọi người nhập số điện thoại, địa chỉ mail, chính là địa chỉ Gmail mọi người nhá. Nhập xong mọi người kéo phía dưới, chọn đăng ký. Một mã OTP sẽ gửi về số điện thoại mọi người. Mọi người lấy và nhập vào. Mọi người chọn căn cước công dân, rồi nhập số căn cước công dân của mình vào. Nhập xong mọi người chọn tiếp tục. Mọi người chọn bắt đầu làm thử. Chọn đồng ý. Mọi người sẽ đưa khuôn mặt của mình vào trong camera, rồi chọn đã hiểu, tiếp tục. Khi có dãy số hiện lên, mọi người đọc to dãy số đó. Đọc xong thì mọi người sẽ chờ cho nó xử lý. Mọi người chọn đồng ý. Chúng ta sẽ chụp mặt trước căn cước công dân. Mọi người chụp sao cho nó nét, không bị bóng, không bị mờ. Chụp xong mọi người ấn chọn. Rồi chúng ta sẽ chụp mặt sau của căn cước công dân. Chụp xong mọi người ấn chọn. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra căn cước công dân gắn chip. Mọi người để căn cước lên trên bàn. Sau đó mọi người sẽ để điện thoại lên trên căn cước công dân. Đầu điện thoại sẽ ở dưới chữ căn cước công dân. Cạnh trái sẽ song song với cả bức ảnh. Rồi mọi người chọn đã hiểu, kiểm tra thiết bị. Chọn bắt đầu kiểm tra. Mọi người ngồi chờ cho nó kiểm tra. Kiểm tra xong, mọi người chọn hoàn tất kiểm tra. Trường hợp mọi người không kiểm tra được thì mọi người sẽ di chuyển cái điện thoại lên trên để nó kiểm tra căn cước công dân. Mọi người kiểm tra lại thông tin của mình xem đã đúng với căn cước công dân chưa. Đúng rồi, mọi người kéo bên dưới. Ở mục chức vụ, nghề nghiệp mọi người có thể bỏ qua hoặc là nhập gì cũng được. Rồi mọi người nhập địa chỉ mail của mình vào rồi chọn tiếp tục. Đây chính là thông tin đăng nhập của chúng ta là số điện thoại. Mọi người tạo mật khẩu cho tài khoản MB. Mọi người lưu ý mật khẩu phải có ký tự số, ký tự đặc biệt, viết hoa, viết thường. Dòng mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới, hai dòng này phải giống nhau.
Nhập mật khẩu sau mọi người kéo phía dưới ở mục mã giới thiệu mọi người bỏ qua, rồi mọi người chọn cho mình chi nhánh gần nơi chúng ta sinh sống nhất để thuận tiện hơn cho việc giao dịch. Nhập thông tin xong mọi người chọn tiếp tục. Mọi người đặt mã pin để mọi người thực hiện giao dịch như chuyển khoản, thanh toán hóa đơn điện nước, mua thẻ cào. Dòng đặt mã pin và nhập lại mã pin, hai dòng này giống nhau. Nhập xong mọi người chọn tiếp tục. Mọi người có thể chọn tài khoản trùng với số điện thoại hoặc là tài khoản theo sở thích. Ở đây mình sẽ chọn tài khoản theo sở thích, rồi chọn mở tài khoản số đẹp. Mọi người nhập dãy số mong muốn vào. Nhập xong mọi người ấn chọn tài khoản. Chúng ta sẽ chọn tài khoản đẹp nhất và được miễn phí. Chọn xong mọi người chọn tiếp tục. Ở mục quà tặng mọi người chọn tiếp tục. Bây giờ chúng ta sẽ xác nhận lại thông tin, rồi kéo về dưới, chọn tôi đã đọc, hiểu và cam kết đồng ý. Chọn xác nhận. Một mã OTP sẽ gửi về số điện thoại mọi người. Mọi người lấy và nhập vào. Như vậy chúng ta đã tạo thành công tài khoản MB Bank Online. Mọi người chọn đăng nhập ngay. Mọi người đã nhập tài khoản MB mà chúng ta mới tạo vào. Tạo tài khoản MB xong, mọi người sẽ được nhận 30.000. Mọi người sẽ được nhận tiếp 30.000 sau khi mọi người ra quầy giao dịch, xác thực thông tin và xin chắc học. Mọi người sẽ nhận được 30.000. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách kiếm 500 đến 1 triệu đồng một ngày từ ứng dụng MB. Mọi người chọn vào thêm, chọn giới thiệu nhận tiền. MB có chương trình giới thiệu 1 phút tiền triệu về tay. Mọi người sẽ nhìn ở đây mình đã kiếm được từng này tiền. Mọi người chọn vào chi tiết chương trình. Khi mọi người giới thiệu được một bạn, mọi người sẽ nhận được 50.000. Bạn bè thực hiện 3 giao dịch, mọi người được 20.000. Thực hiện 5 giao dịch, bạn được thêm 20.000 nữa. Giới thiệu được 3 bạn, chúng ta sẽ được 50.000 này. 5 bạn là 70.000, 10 bạn là 100.000. Cái này nó sẽ lặp lại và không giới hạn. Để giới thiệu chúng ta sẽ có hai cách, một là link, hai là mã QR. Ví dụ như link thì mình chọn vào link. Mọi người chọn copy và gửi qua Zalo hay là Facebook. Khi bạn bè nhấp vào link của mọi người, tải ứng dụng MB và đăng ký thành công tài khoản MB, mọi người sẽ nhận được 50.000. Thì đó là cách chúng ta kiếm được tiền từ MB. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để kiếm được nhiều tiền từ MB. Cách đơn giản nhất là mọi người sẽ giới thiệu cho bạn bè, cho người thân, cho hàng xóm. Sau khi mọi người giới thiệu hết thì ít nhất chúng ta cũng sẽ kiếm được từ 20 đến 30 bạn. Sau đó để kiếm được nhiều hơn nữa, chúng ta sẽ tạo ra những mạng xã hội như kiểu là tạo kênh YouTube, tạo Facebook, tạo TikTok. Rồi mọi người sẽ làm video như mình và đăng lên các mạng xã hội để kiếm thêm bạn mở tài khoản MB. Hiện tại các nền tảng xã hội đang rất ưu ái cho những người mới tạo nội dung. Mọi người đăng video lên thì vẫn có người xem như bình thường. Cách cuối cùng, nếu mà chúng ta rảnh rỗi, chúng ta có thể mở một cái sạp để tạo tài khoản MB cho người đi đường. Với cách này mình đã kiếm được rất nhiều tiền từ MB. Rồi, như vậy là mình đã hướng xong cho mọi người cách tạo tài khoản MB và kiếm từ 500 đến 1 triệu đồng trên một ngày từ ứng dụng MB. Thì chắc là mình sẽ kết thúc video tại đây. Mọi người xem video mà thấy hay, thì hữu ích thì nhớ là cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn lại.